Thì đầu tiên đó là chúng ta đi vào cái câu đầu tiên của chị Thủy ở Nghệ An. Thì chị có câu hỏi như sau: em chào thầy Tam Nguyên, chồng em sinh năm 1986, em sinh năm 1987. Em xem các thầy ở quê thì bảo tuổi vợ chồng em năm nay đẹp để làm nhà. Thì em xin hỏi thầy là em làm nhà thì vào tháng nào là tốt và làm tháng nào thì đẹp. Em xin cảm ơn thầy. Thì với cái câu hỏi này thì nó rất là chung chung, và cái câu hỏi này thì chúng tôi gặp rất là nhiều. Tuy nhiên thì do rằng các anh chị trước đó đã xem rồi, và có những các anh chị mà bây giờ có thể có cơ hội tìm hiểu đến phong thủy Tam Nguyên, thì chúng tôi vẫn muốn giải đáp và hỗ trợ lại cho anh chị để làm sao thứ nhất là từ chị Thủy, và thứ hai là các anh chị khác có cái vấn đề nó được giải quyết nó tốt hơn. Và với câu hỏi này thì xin nhờ anh Đức Trung anh hướng dẫn cho chị Thủy. Vâng, cảm ơn anh Long, cảm ơn chị Thủy đã tin tưởng và đặt câu hỏi đối với chương trình. Thì như chị Thủy có đưa là chồng chị xem 86 Bính Dần và chị xem 87 Đinh Mão, đúng không ạ? Ở đây thì cũng còn thiếu năm sinh của các con nhà chị nữa nếu như anh chị đã có các cháu rồi. Tuy nhiên một điều đó là giống như câu hỏi mà bao nhiêu các anh chị đặt ra, đúng không? Chúng tôi lại gặp một câu hỏi tương tự, đó là tuổi tôi có làm được nhà hay không và làm được tháng nào. Thì ngay trước đó Đức Trung đã giải thích các anh chị rồi, đúng không ạ? Trước khi trả lời câu hỏi là tuổi tôi có làm được nhà hay không, hay tuổi các thành viên của tôi có làm được nhà hay không và làm được tháng nào, thì ở đây chúng tôi cần biết thêm đó là hướng nhà của anh chị đó là hướng gì và bao nhiêu độ, chúng tôi mới đánh giá được tiếp rằng là chúng ta có làm được nhà hay không. Các anh chị dùng cái ứng dụng đó là các anh chị lên trên kho ứng dụng của điện thoại iPhone, tức là dùng hệ điều hành iOS, hoặc là các anh chị dùng điện thoại có hệ điều hành Android, các anh chị đều có thể lên kho ứng dụng tải ứng dụng là La Bàn Việt về máy. Thì với ứng dụng La Bàn Việt về máy thì trong đấy cũng có phần hướng dẫn đo rất là cụ thể, với việc quan điểm đó hướng nhà là bước mặt ra khỏi cửa, mặt mình nhìn thẳng vào đâu thì đấy chính là hướng. Các anh chị cầm cái điện thoại trên tay, các anh chị đo cụ thể xem là hướng nhà các anh chị nó tọa gì, hướng gì, tọa tuất hướng thìn hay là tọa tị hướng hợi, tọa hợi hướng tị hay là tọa sửu hướng mùi, hay là tọa thân hướng dần, tọa dần hướng thân, tọa tí ngọ, đủ các sơn hướng như vậy thì chúng tôi mới có thể biết được rằng là hướng nhà chị là bao nhiêu độ, tọa gì hướng gì. Tiếp theo đối với căn cứ vào cái việc là các yếu tố sát theo thần sát mỗi năm, tức là vào năm 2020 chẳng hạn, các thần sát nó đến các vị trí như nào, đến các hướng như nào, tôi mới đánh giá được về rằng là hướng đấy năm sau nó bị phạm sát nhé, không nên làm, hay hướng đấy năm sau nó được các cát tinh cao chiếu, nó được các yếu tố phụ trợ của thiên tinh của đất trời, ok làm vượng đấy, được làm đi, làm vào tháng nào vượng thì chúng tôi sẽ trả lời các anh chị. Còn chi tiết cụ thể hơn nữa thì chúng tôi cần phải có đầy đủ năm tháng ngày giờ sinh của anh chị, bố mẹ hoặc là con cái anh chị ở trong cái nhà đấy, chúng tôi cũng có thể tư vấn chi tiết được. Do vậy rằng là với cái việc đó là thay vì đó là tuổi của anh chị như này thì các anh chị cần phải báo chúng tôi rằng là hướng của nhà anh chị là hướng này, tương đối độ, thì xin hỏi chương trình là năm 2019 có làm được nhà nữa không, 2020 thì có làm được nhà nữa không, và làm vào tháng nào, thì chúng tôi mới có thể căn cứ và chọn cái tháng ở đây là tháng vượng để các anh chị triển khai làm. Tháng vượng đấy căn cứ trên yếu tố đó là nhật nguyệt đáo sơn hay là thiên đất đáo sơn, thiên đất quý nhân đáo sơn cung, thì có thể là chọn ra cái tháng vượng để các anh chị triển khai động thổ. Từ tháng vượng đấy chọn tiếp là ngày nào, giờ nào, tuổi nào động thổ, động thổ vào phương vị nào, các nghi thức nghi lễ thực hiện như thế nào, và sau đó thì lên phương án các cái bố trí công năng mặt bằng, thiết kế lên bộ hồ sơ phong thủy hay các bộ hồ sơ thi công khác để làm nên một ngôi nhà hoàn chỉnh, thì chúng ta phải từng bước thôi. Thì ở đây là anh chị đưa thiếu thông tin cho nên là phong thủy Tam Nguyên tôi chưa có trả lời ngay được. Do đó thì các anh chị khác hay là chị Thủy có xem chương trình thì vui lòng là báo lại chúng tôi về cái việc độ số chính xác, chúng tôi có thể tư vấn được nhé. Cảm ơn chị Thủy, cảm ơn anh Long. Vâng, xin cảm ơn anh Đức Trung. Thì cái lời tổng kết lại với chị Thủy thì đó là cái việc làm nhà là mình không phải làm trên người mà mình làm trên đất. Do đó khi mà chị cung cấp đầy đủ cái thông tin về độ số cái trạch đất của cái hướng nhà cho phong thủy Tam Nguyên thì lúc đó chúng tôi sẽ hướng dẫn cho chị là cái việc làm nhà nên chọn cái tháng vượng như thế nào để mình tiến hành làm. Thì xin cảm ơn câu hỏi của chị.